Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn cách bấm hợp âm si giáng như thế nào cho nó chuẩn, cho nó dễ và cách tập nó như thế nào. Thì đầu tiên đó là về phần tọa độ và công thức, thì nó sẽ có tọa độ như sau. Thì ngón chỉ các bạn sẽ đặt vào ngang thứ hai, rồi ngón giữa các bạn đặt vào dây 4 ngang 4, ngón áp út đặt vào dây 3 ngang 4 và ngón út đặt vào dây 2 ngang 4 và mình đánh từ dây 5. Thì bass nó là như 5. Rồi thì cái hợp âm này á, nó khó đấy các bạn sẽ dùng lực rất là nhiều và nó rất là khó khăn. Mình nghĩ là mày lại khó hơn cả pha trưởng như là si thứ luôn các bạn, vì cái lực tay nó cần nhiều hơn. Đó các bạn, bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn xem cái thiết tay của mình như thế nào. Đó, mình bấm thiết tay như sau. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, mình sẽ qua hết tất cả các gáp cho anh xem luôn. Đây. Đó. Rồi, bây giờ tay gáp bên này. Đó, các bạn thấy không? Đây luôn. Đó, các bạn thấy một cái lỗ bên đó không? Đó, các bạn lưu ý. Đó là thế tay của mình. Rồi, thì về cách bấm thì ngón chỉ các bạn cứ đặt vào sát sát cái dài này tí, tại vì mình bấm nó cách xa cho nên mình đặt cái tay này nó sát vào thanh sát này chút, đừng có để dài xa quá thì mình bấm nó cái lực nó giảm đi là nó khó. Mình để nó sát tí, sát thôi nha, chứ đừng có qua bên nào là sai á. Mình để sát dài rồi mình đè vào, mình đè vào thì cũng như bữa trước á, thì cái phần đốt này nó sẽ rơi vào giữa cái dây 1 và dây 2, mà đốt này nó sẽ rơi vào dây giữa dây 4 và dây 5 đó, và các bạn tiếp xúc nó xuyên ở phía bên này không phải chính giữa nha. Rồi đặt vào thôi, cũng tương tự những ngón này nó phải có một cái độ là vuông gáp cái mặt đòn cái phần đặt vào này, chứ không được để dài là sai. Mình phải để như thế này, và dây nào thì chỉ chạm vào đó thôi, không được chạm vào những dây khác đó. Rồi còn ngón này này, ngón cái còn đè tì lực không, mình tì lực vào vị trí xuyên bên này này đó, mình tì vào. Dài thì khó, này mình bấm không quan chỗ này, có thể người khác người ta bấm được nhưng mà mình không bấm được chỗ đó. Thì đó, đó là cái thiết tay của đó, các bạn đặt vào và bấm thôi, bass vào dây 5. Thì thực ra là cái âm này các bạn cũng không cần bấm tất cả đều nó hoàn hảo hết, có thể nó hơi tịch một xíu thôi thì các bạn chấp nhận. Thì lâu dài thì mình sẽ tập nó nhuần nhuyễn và lực tay nó sẽ nhanh hơn thì mình sẽ bấm được cái hợp âm thôi, cho nên các bạn cố gắng tập. Cứ dành ra 3-5 ngày, mỗi ngày 5 phút thôi các bạn cứ tập, cứ đạt đúng tọa độ được mà, giữa ra, đạt vào, giữa ra, đạt vào, giữa ra, đạt vào, còn làm 10-20 lần đi là mình sẽ nghĩ các bạn sẽ làm tập được bài này, cái hợp âm này thôi, nó không có gì khó cả. Rồi, thì đó là chia sẻ của mình về cách bấm hợp âm si giáng, thì các bạn cố gắng tập cái này nha. Rồi, ok, xin chào tạm biệt mọi người.